Lan kim tuyến có nhiều tên khác như cỏ kim cương, cỏ nhung, mộc sơn thạch tùng, kim tuyến liên, lan gấm. Loài cỏ này sống ở nơi ẩm ướt và mọc rải rác trong rừng sâu. Mặt trên lá có màu tím nhung, gân lá hiện lên rất rõ, lá dày nhưng rất mềm mượt, óng ánh như kim tuyến. Mặt dưới màu phớt hồng, thân chia thành từng đốt. Lan kim tuyến chỉ mọc ở nơi đất tốt và tơi xốp, không có ánh sáng trực tiếp của mặt trời và thường mọc thành bãi. Lan kim tuyến cũng chỉ có ở trong những mạn rừng sâu và cao, rất hiếm ở các khu vực bìa rừng. Giá của loài cỏ hoang dã này khá đắt đỏ, trên các trang mạng giao bán cây tươi có thể bán được với giá 5 triệu đồng 1 kg, trong khi phơi khô thì có thể lên tới gần 20 triệu đồng một kg. Sở dĩ có mức giá cao như vậy là do lan kim tuyến được người Trung Quốc thu mua khá nhiều và được cho là có giá trị dược liệu cao. Ở Trung Quốc thì nó được gọi với danh xưng là cỏ vàng thuốc thần kỳ hay nhân sâm đen. Nhiều năm trước, đã có lúc lan kim tuyến bỗng sốt sinh dịch ở Tây Nguyên, cũng là bởi người Trung Quốc phát hiện một số vùng cao ở Tây Nguyên có loài cỏ này. Lan kim tuyến bán cho thương lái với giá 1 triệu đồng 1 kg. Lan kim tuyến trong Tây Nguyên chất lượng không bằng ở Hoàng Liên Sơn. Loài cỏ này phải mọc ở độ cao trên 2.800 mét thì mới có giá trị dược liệu cao nhất. Hiện nay thì giá trị của cây lan kim tuyến vẫn còn rất cao, được nhiều khách sạn, nhà hàng và những người giàu có sử dụng để làm nguyên liệu nấu món ăn cao cấp.